Đề nghị Idol ngay hiệu lệnh trọng tài làm thủ tục xét hài. Trận chung kết. Xét hài là một nét đẹp tinh hoa của dân tộc Việt, gồm 3 bước lên là 3 bước tế, 3 lần bước xuống là 3 bước tạ, 3 lần bước ra và 3 lần bước vào. Đều là những hình thức khởi động rất tuyệt vời. Hai đội bắt tay nhau. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Ông Đô Phạm Minh Phú đến từ xứ vật Đông Anh cũng đã nhiều năm ghi tên mình trên bảng vàng quê hương trường khúc chúng ta. Vào năm 2016, Đô Phạm Minh Phú xứ vật Đông Anh đã toàn thắng giải nhì tại quê hương Triều Khúc. Lâu nay về với lễ hội Triều Khúc chúng ta, ông Đô Phạm Minh Phú về bàn ban tổ chức xin phá giải nhất của Đô Đào Hồng Sơn. Xét thấy ông Đô Đào Hồng, xét thấy ông Đô Phú có đủ sức đủ tài, ban tổ chức chấp thuận cho Đô Phú vào tham gia tranh tài. Chưa được. Nếu như thi đấu vật dân tộc được ngoài, cũng như toàn thể nhân dân cùng ban tổ chức chấm điểm quyết định thắng thua cho các đô. Ngoài rồi, tiếp tục vào giữa thảm. Đô Đào Hồng Sơn là một đô của địa phương đang sinh hoạt học tập tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia 1, đang học tập thi đấu bộ môn Judo và Jiu-Jitsu. Còn Đô Phạm Minh Phú đến từ xứ vật Đông Anh với chuyên môn và sở trường là vật dân tộc. Ôi ngoài rồi. Ban tổ chức tiếp tục nhận được một bó hoa tươi thắm đến từ chị Hoa, xóm Đình, quê hương chúng ta, tiếp tục ủng hộ vào giải nữ. Một bó hoa trị giá 200.000 đồng. Và như vậy giải nữ đang tạm thời là 4.700.000 đồng. Xin được thay mặt ban tổ chức xin được chúc chị cùng gia đình bước sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin được trân trọng cảm ơn. Và như vậy giải nữ đang tạm thời là 4.700.000 đồng. Rất tuyệt vời. Những bó hoa tươi thắm liên tục được gửi về bàn ban tổ chức cũng như tài khoản của ban tổ chức liên tục rung. Thôi, đề nghị Đô Phú chỉnh lại trang phục. Về với lễ hội Triều Khúc chúng tôi, thi đấu sẽ không tính thời gian thi đấu, các đô thoải mái thi đấu. Hiện tại ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc đèn cao áp cho các ông đô rồi. Làm gì được không? Cũng rất khó. Hai đô đều cho thấy được kinh nghiệm chiến mạc của mình. Làm gì không? Đã khóa được một vai rồi. Xin toàn thể nhân dân lộ trào báo tay thật to thật toàn giá của Vũ Đô Đồng Sơn ạ. Chưa được, rất nhanh. Thôi. Vâng, rất nhanh. Kẻ khóa người rất gỡ. Ông Đô Đào Hồng Sơn, người mang chưa được, ngửa là phải lấm cả hai vai trên mặt thảm. Đã khóa được phần cổ, liệu làm gì được không? Chưa được.
khó. Không được cầm đai. Đề nghị các đô không được sử dụng vào đai của đối phương. Nhắc Đô Sơn không khóa trực tiếp vào cục. Ông Đô Sơn, ban tổ chức cũng có hỏi ông Đô Sơn có giữ giải gì không. Ông Đô Sơn có nhắn nhủ với ban tổ chức là em không giữ giải và để các đô về chảy hội giữ giải. Nhưng thuận theo lá thư yêu cầu của toàn thể nhân dân, động viên Đô Sơn vào giữ giải nhất cho thôn quê hương Triều Phúc chúng ta. Và Đô Sơn đã đồng ý về bàn ban tổ chức xin phá giải nhất. Và hiện tại Đô Sơn đã nhất thắng giải nhất. Hiện tại bước sang keo thứ hai. Chưa được, ngoài rồi. Phải giữ đối phương lại trên mặt thảm thì phần thắng mới được công nhận. Chưa được. Xin toàn thể nhân dân một tràng pháo tay thật to để cổ vũ hai đô. Vâng, một ông đô thì rất dẻo, còn một ông đô đang khống chế phần vai của đối phương. Chưa được, rất khôn ngoan. Vâng, đã gỡ được miếng ấy rồi. Rất tuyệt vời. Nếu như thi đấu giải vật do Liên đoàn Vật Thể thao tổ chức thì đã có kẻ thắng người thua. Làm gì được không? Tiếp tục khống chế bay. Vâng, toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương chúng ta cùng chứng kiến và chấm điểm luôn. Đó, thắng thua phải rõ ràng. Làm gì được không? Như vậy thắng thua đã rõ. Xin mời Ado và dứt đàm chúng tôi công bố kết quả. Và như vậy đô Đào Hồng Sơn quê hương Triều Khúc đã nhị thắng giải nhất. Xin mời.